Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh chuối hấp nước cốt dừa. Trước tiên, cô ngâm 20g bột bán. Đây là 20g bột bán. Bây giờ ta bắt đầu chế nước nóng vào. Bây giờ cô chế nước nóng vào và ngâm bột bán. Chén nước nóng nè các bạn và các cháu, đây là chén bột bán, cô để qua bên này. Bây giờ cô bắt đầu đi bắt nồi nước lên để hấp chuối các cháu à. Đó, đây là một nồi nước. Và cô bỏ một cái chân này vào để cô hấp chuối. Đó, cô bật bếp lên. Trong khi chờ đợi nước sôi, cô đi xắt chuối. Các cháu ơi, đây là 3 lạng rưỡi chuối. 3 lạng rưỡi chuối. Bây giờ ta bắt đầu đi xắt chuối. Các bạn và các cháu thân mến, bây giờ cô xắt chuối xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu đổ vô đây, cho vào đây một chút muối. Một chút muối là nghĩa là một cái đầu đũa muối rồi các cháu ạ. Và 20g đường. Đó, 20g đường. Và một ống vani. Đây là một ống vani. Ta bắt đầu quậy cho thật đều. Ta bắt đầu quậy chuối thật đều. Bây giờ ta bật bếp lên cho nước sôi các cháu ạ. Bật nước bếp lên cho nước sôi. Và đây là 1 lạng bột năng. Đây là bột năng, 1 lạng bột năng nha các cháu. Ta đổ vào đây 1 lạng nước. Nước sôi rồi, có tắt bếp đã. Các bạn và các cháu ơi, cái bột của mình nó hơi nhão. Bây giờ cô cần thêm 20g bột năng nữa. Tức là 1 lạng tư bột năng. 1 lạng tư bột năng nha các bạn và các cháu. Các cháu ơi, đây là 1 lạng tư bột năng. Các cháu nhìn bột này của cô đổ vào nè, nó rất là đặc. Đó, các cháu cho cái đĩa này. 1 lạng tư bột năng và 1 lạng nước. Đó, mình dùng cái đũa mình vét xuống như vậy các cháu ạ. Đó, bây giờ ta bắt đầu quậy chuối lên. Cháu chú ý nè, cô bắt đầu quậy chuối lên. Hồi nãy cô đổ 1 lạng bột năng thôi, nhưng mà 1 lạng bột năng thì bị nhão, cô đổ thêm 40g nữa, tức là 1 lạng tư bột năng và 1 lạng nước. Bây giờ ta xong phần chuối rồi các cháu ạ. Các cháu ơi, bây giờ ta dùng một cái bao ni lông. Ta quàng cái dĩa cân lại như vậy. Đó, bây giờ cô bắt đầu dùng dầu ăn. Cô bắt đầu dùng dầu ăn xoa cái dĩa cân như vậy. Bật bếp lên, nhìn thấy nó sôi rồi cô tắt bếp, giờ cô bật lại. Các cháu ơi, bây giờ ta đổ chuối vào trong cái khuôn này. Đó, ta đổ chuối trong cái khuôn này. Ba lạng rưỡi chuối, 1 lạng tư bột và 1 lạng nước và 20g đường.
cái này nó tốn ít đường các cháu ạ, thì chuối nó ngọt rồi, tốn ít đường lắm. Bây giờ nồi nước của cô sôi rồi, cô bắt đầu thả con chuối vào. Mình tắt bếp ra các cháu, sợ nóng tay. Các cháu nhìn là đây là một cái vỉ, một cái ế của cô mua ngoài chợ 15 ngàn, cô thảo trong nồi cô hấp. Mình đun, mình nước vừa bằng cái mặt vỉ nghe các cháu. Đây nè, cô thả vào. Đó, mình thả vào để mình hãng bật bếp lên sợ nóng tay. Bây giờ cô canh 15 phút là bánh chín. Trong thời gian chờ đợi mình hấp bánh chuối, cô đi làm bột lọc. Bây giờ cô đi cán bột. Bây giờ thì cô bắt đầu đi sắt bột. Cháu ơi, bây giờ bánh của cô được 15 phút rồi, cô bắt đầu tắt bếp. Cô dùng cái miếng bao ni lông này, cô thoa dầu lên cái mâm này. Đó, cô thoa dầu trên cái mâm này. Để cô đổ bánh ra. Bây giờ cô bắt đầu lấy bánh ra. Các cháu nhìn nè, cô lấy bánh ra nè, cô đổ ra này đó. Đó, đổ bánh chuối ra. Các cháu ơi, bây giờ nước của cô sôi rồi, cô bắt đầu đi luộc cái bột lọc này. Đó, cô luộc bột lọc. Bột lọc của cô sôi và nổi luôn, cô thả bột bám vào luôn. Đó, cô thả bột bám vào luôn. Các cháu ơi, bột bám và bột lọc của cô đã nổi lên hết rồi. Cô bắt đầu tắt bếp. Các cháu nhìn nè, bột lọc và bột bám của cô đã nổi lên hết rồi nè. Cô bắt đầu đổ ra. Cô bắt đầu đổ cái rây này các cháu ạ, đó. Và bây giờ cô thả vào trong nước lạnh. Cô thả trong nước lạnh để cho nó nguội. Bây giờ cô bắt đầu đi rang đậu phộng. Mình để lửa nhỏ cho các cháu ạ. Các cháu ơi, bây giờ cô đổ vào trong cái chảo này là một lần nước. Cô bật bếp lên. Cô đi cân 20g bột. 20g bột để nấu nước dừa các cháu. Cô đổ vào đây một ít nước. Bây giờ nước của cô sôi rồi, cô thả vào đây nửa lạng đường. Nửa lạng đường các cháu ạ. Đó, nửa lạng đường nhưng mình chưa lấy ít, sợ nó ngọt quá. Lát nữa cái gì mình nhạt mình cho thêm. Bây giờ đường của cô tan rồi.
Cô bắt đầu cho vô đây một chút muối. Cô cho vô đây một ống vani. Rồi một chút muối. Cô thả bột lọc với lại bột bán vào trong này. Đó. Các cháu ơi, bây giờ cô đổ nước cốt dừa vào trong này, 15 gặp ngàn cốt dừa vào trong này. Bây giờ nồi nước dừa của cô đã gần sôi rồi, cô bắt đầu quậy bột. Các cháu nữa, đổ từ từ nhé. Mình đổ từ từ thôi, nếu mà nó đặc thì mình dừng lại. Các cháu ơi, bây giờ nước dừa của ta đã sôi lăn tăn rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Đó, bắt đầu ta sôi lăn tăn là tắt bếp, các cháu nhìn thấy này. Đó, nồi nước dừa rất là ngon. Ngon lắm nè, đó, rất là ngon luôn. Cháu ơi, cô chỉ xài hết 40g đường thôi, vẫn còn đường nè các cháu. Đó, cô chỉ xài hết 40g đường thôi. Bây giờ cô bắt đầu đi bóc đậu phộng, các cháu nhìn nè. Đó, đậu phộng, các cháu làm thì bóc phải rất là nhanh. Các cháu ơi, bánh chuối của cô đã nguội rồi. Và nước cốt dừa cô đã làm xong rồi. Cô giờ cô bắt đầu đi ăn chuối, đi ăn bánh chuối. Nhìn thấy không? Một khung chuối rất là ngon, nay cũng không bỏ màu. Đó, bây giờ cô cắt một dĩa chuối cô ăn. Bây giờ cô bắt đầu múc nước dừa lên trên này các cháu ạ, đó. Cô đổ đậu phộng vào. Bây giờ cô bắt đầu ăn thử. Ngon quá. Các cháu ơi, mình có thể không có nước dừa, mình có thể thay thế bằng sữa tươi không đường. Cái sữa tươi có đường được các cháu, nhưng mà sữa tươi không đường thì nó béo hơn. Nếu mình không có nước dừa, mình thay thế bằng sữa tươi không đường, nó rất là ngon. Như vậy là mình đã thành công rồi các cháu. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.